Thưa quý vị và các bạn, hầu hết người cao tuổi đều có nhu cầu vận động thể dục thể thao và tại nhiều nơi chúng ta có thể thấy việc này trở thành một phong trào tương đối rộng từ gia đình cho tới cộng đồng. Ngay cả những người bệnh mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường và viêm khớp cũng có thể tập luyện một cách an toàn. Nhiều trong số các vấn đề sức khỏe trên còn được cải thiện thông qua luyện tập. Trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu những lợi ích của tập luyện thể thao đối với người cao tuổi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hầu hết người cao tuổi đều có nhu cầu vận động thể dục thể thao và tại các thành phố lớn chúng ta có thể thấy việc này trở thành một phong trào tương đối rộng từ gia đình cho tới cộng đồng. Tuy nhiên, duy trì thói quen tập luyện thường xuyên không phải dễ dàng và không phải ai cũng lựa chọn, đồng thời tự xác lập cho mình được một kế hoạch tập luyện đúng đắn. Đối với người cao tuổi, tập luyện thể thao giúp tăng cường sức mạnh về tinh thần, tăng sự hứng thú trong cuộc sống, giảm các căng thẳng trong sinh hoạt hàng ngày, kéo dài tuổi thọ, tăng khả năng lao động, phục vụ bản thân và gia đình, phát triển các tố chất thể lực, duy trì dẻo dai và chống lại lão hóa của hệ vận động, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, các bệnh tim mạch. Nhiều nghiên cứu về y học thể thao và sức khỏe cộng đồng tại các nước châu Âu, Bắc Mỹ đã chỉ ra rằng có tới hơn 60% số người trưởng thành và người cao tuổi không duy trì được việc tập luyện thường xuyên sau tháng đầu tiên. Ngược lại, các nghiên cứu cũng chứng minh rằng với những người duy trì việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong ít nhất 6 tháng đã thu được nhiều kết quả tuyệt vời về sức khỏe trong khoảng thời gian những năm tiếp theo khi so sánh với nhóm người không tập luyện. Như vậy, có thể xem như việc duy trì tập luyện từ 6 tháng trở lên là một tiêu chuẩn quan trọng trong việc xác định khoảng thời gian tối thiểu cần có để thực hiện một chương trình rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Đồng thời, cũng có thể dựa vào tiêu chí này mà đánh giá xem đó có phải là người có tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao hay không. Những lợi ích của việc rèn luyện thân thể thường xuyên trên nhóm người cao tuổi thường bắt đầu có những dấu hiệu chuyển biến tích cực từ tháng thứ 2 tới tháng thứ 6. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi về thể lực nói chung và về dáng vẻ ngoại hình. Chính bằng những dấu hiệu tích cực này mà những người tham gia tập luyện thấy động lực của sự duy trì tập luyện và được hưởng lợi ích từ đó. Tuy nhiên, để bắt đầu và duy trì một kế hoạch tập luyện kéo dài, đòi hỏi mọi đối tượng tập luyện, đặc biệt là người cao tuổi, cần xác định những tiêu chí và điều kiện rõ ràng của bản thân mình thì mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Trước đây thì tôi cũng buổi sáng thì thường đi tập thể dục cá nhân, nhưng mà sau khi được các chị em của phụ nữ phường Tân Thạnh hội ý với nhau cùng rủ nhau để thành lập một câu lạc bộ thể dục khiêu vũ thì tôi rất là vui và cũng đã tham gia với các chị được trong suốt thời gian 3 tháng nay rồi. Vừa được tham gia được có thêm sức khỏe và một cái môn thể dục của mình cũng rất yêu thích từ lâu nay, nhưng mà bây giờ mình mới có cơ hội được tập. Không khí ở đây cũng rất là tốt, môi trường cũng sạch sẽ, bà con ở đây cũng vui vẻ để tập rồi đây cũng cuộc sống thấy lành mạnh và khỏe khoắn nữa, chứ có một cái tinh thần vui. Đầu tiên phải xác định rõ mục đích cụ thể trong từng giai đoạn của việc tham gia tập luyện. Tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tuy nhiên nên nhớ rằng hiệu quả chỉ đến khi có một kế hoạch rèn luyện khoa học và phù hợp với chính bản thân mình. Không nên đưa ra các mục tiêu hay đòi hỏi xa vời, sẽ hiệu quả hơn khi lập ra các mục tiêu ngắn hạn và có tính thực tế nhất. Các mục tiêu này phải dựa trên tình trạng sức khỏe của chính mình và thấy rõ mình cần khắc phục những nhược điểm gì. Nói cách khác là thấy mình có những hạn chế gì về thể lực, ví dụ như cơ bắp teo nhẽo, các khớp vận động khó khăn, tinh thần trì trệ, thể trạng thừa cân hoặc cong vẹo cột sống, thói quen sinh hoạt xấu. Thông thường điều này không được người cao tuổi để ý tới khi bắt đầu tham gia tập luyện, theo thói quen hoặc do có sự tác động từ gia đình, bà bạn. Nhiều người cao tuổi chọn một môn tập luyện như cầu lông, bơi, thể dục dưỡng sinh. Tuy nhiên, phải hiểu rằng loại hình tập luyện, rèn luyện thân thể đó có thực sự phù hợp và tạo hứng thú cho mình không là việc cần suy nghĩ kỹ. Hiện nay còn rất nhiều tài liệu viết về phương pháp dưỡng sinh tốt cho người già. Vậy phương pháp này như thế nào, mang lại lợi ích gì cho sức khỏe, muốn tập thì đến đâu? Và người có sức khỏe như thế nào thì mới tập được dưỡng sinh? Bây giờ dưỡng sinh á, tức là không phân biệt tuổi tác,
là cái ít khi mình đã lớn rồi thì từ 40 tuổi vẫn vào đậu dưỡng sinh cho đến 70. Hiện tại là cái đậu dưỡng sinh của cô có cô là 70 mấy tuổi rồi. Và trẻ nó là 50 tuổi. Khi mà gia nhập thì họ dưới 50 tuổi, nhưng bây giờ là có 50 tuổi vẫn có. Tập dưỡng sinh là chúng ta nên tập vào buổi sáng sớm để cho thêm sức khỏe và tinh thần rất minh mẫn đối với tuổi già chúng ta. Cái điều nên tránh trong quá trình tập dưỡng sinh, tức là khi mình tập mình phải nên hít thở, không được nói chuyện, và tập trung để mà tập, và tập phải có giờ giấc để mà giải lao rồi tập lại, chứ không phải là tập một lúc như vậy thì cũng không được. Con người á là sức khỏe là chính, và tất cả ai á muốn có sức khỏe là phải tập luyện. Cho nên vấn đề tập dưỡng sinh là tuổi già rồi, vừa tập nhẹ nhàng và đem lại sức khỏe cho mình mà tinh thần vui vẻ nữa. Cho nên là cô muốn rằng là tất cả ai mà đến cỡ tuổi mà già, gần già rồi thì nên vào dưỡng sinh để mà tập, luyện tập để cho thêm sức khỏe và tinh thần được vui vẻ, hòa nhập với bạn bè, đó là đem lại niềm vui cho cuộc sống. Vì lựa chọn này nhất thiết thỏa mãn điều kiện, tập luyện phải có sự hứng thú và vui vẻ, do vậy nên chọn các hoạt động thể lực mà mình ưa thích. Tuy nhiên, cần hiểu rằng không phải tất cả những hoạt động thể lực hay những môn thể thao ưa thích đều giúp chúng ta đạt mục tiêu mong muốn, và cũng không có môn thể thao nào cùng một lúc đưa ra lại tất cả các hiệu quả nâng cao sức khỏe. Do vậy, cùng với lựa chọn một môn thể thao hay một biện pháp tập luyện phù hợp nhất, người cao tuổi nói chung cần được khuyến khích tham gia thêm nhiều hoạt động rèn luyện bổ trợ khác. Một trong những yếu tố quan trọng của việc lựa chọn môn thể thao là môn đó phải có tính thuận lợi cho chính người tập. Cần tính tới việc mình có thể tham gia tập luyện với tần suất bao nhiêu buổi trong tuần và có ảnh hưởng tới các thói quen hay công việc khác không. Nếu thấy có quá nhiều ảnh hưởng, chúng ta nên thử hướng tới một môn thể thao khác có tính thường xuyên hơn để đạt được mục tiêu rèn luyện thân thể đã đề ra và để dành sở thích hàng đầu của mình vào những lúc khác có thể. Cô lên kế hoạch, tức là lên chương trình kế hoạch là cô có thời khóa biểu tập, có chương trình tập. Và phân cô phân bổ ra trong chương trình đều các bài tập mỗi tuần, rồi là ở đây cô có 5-6 bài tập, và cô một tuần rồi mỗi bài tập là được tập 2 lần. Một kế hoạch tập luyện tốt phải là luôn gắn với các mục tiêu đề ra. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong những tuần và tháng đầu tiên của cả một kế hoạch hay chương trình kéo dài, có tính quyết định then chốt tới sự duy trì liên tục việc tập luyện đối với người tập. Chúng ta cần bắt đầu với việc lựa chọn thời gian phù hợp trong ngày cho việc tập luyện. Một vài chuyên gia huấn luyện thể lực đưa ra ý kiến rằng nên duy trì tập luyện vào buổi sáng. Tuy vậy, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh cho việc thời gian buổi sáng tập luyện là lý tưởng nhất cho phát triển thể lực. Điều này thực tế lại là một may mắn, bởi vì bên cạnh rất nhiều người thích tập luyện vào buổi sáng thì cũng có rất đông người thích tập vào buổi chiều hay một khoảng thời gian nào khác. Do vậy, câu trả lời ở đây là về mặt thời gian có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất với chính bản thân mình và đảm bảo rằng mình sẽ duy trì việc đó một cách thường xuyên. Cuối cùng, một vấn đề không thể thiếu khi người cao tuổi tham gia tập luyện thể dục thể thao là cần phải có sự ủng hộ, chia sẻ của xã hội. Tập luyện có phong trào và tập cùng bè bạn cùng tuổi, có những đặc điểm tâm sinh lý tương đồng luôn là một biện pháp xem như chìa khóa của sự thành công và an toàn trong rèn luyện thân thể ở người cao tuổi. Sự trao đổi những kinh nghiệm và những vấn đề sức khỏe trong tập luyện giúp người cao tuổi thêm tự tin, lạc quan hơn khi tập, đồng thời cũng giúp người cao tuổi có những thông tin cần thiết để tự kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe của mình. Đầu tiên là mình phải khởi động nè, đó là cái quan trọng nhất. Khởi động có cái động tác rồi, sau đó là mình mới vô bài tập. Vô bài tập là cũng có thể thống lắm không? Phải nghiêm túc trong bài tập để đi cho đúng chiều, nếu mà đi xa là cũng ảnh hưởng sức khỏe. Cô tham gia cái tập dưỡng sinh này thì cô thấy sức khỏe mình tốt, coi như là hồi đó là cô rất là hay bị đau lưng, nhưng mà khi là tham gia có cái chiêu đánh đồ này nọ là cô thấy là nó hết dần dần luôn, mà khỏe nó rộng hóa, mà mình còn đi dư lưu nơi nào nơi này nơi nọ để mình biết để học hỏi các nơi nữa.
Trước khi tham gia tập luyện thể dục, người cao tuổi cần phải tự lượng sức mình để lựa chọn một môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình. Điều quan trọng và cần thiết là các cụ tự xét xem mình có vấn đề gì về tim mạch không, có hay bị đau ngực không, có thường hay bị ngất xỉu hoặc xoay sẩm mặt mày không. Nếu có vấn đề sức khỏe thì nên đến khám và hỏi ý kiến bác sĩ để việc tập luyện được an toàn và hiệu quả. Đối với người cao tuổi chưa bao giờ tập thể dục thể thao thì nên bắt đầu tập nhẹ và tăng dần phù hợp với sức mình. Sau khi khỏe hơn mới dần tăng thêm thời gian và nhịp độ luyện tập. Tiếng ru cả cuộc đời.